ký sự ăn uống. Quay đi, tối về up lên khoảng bài. Bài này rồi nhá, cái khoảng bài. Đây là cách ăn uống của người nhà Đài. Bỏ ra hết rồi. Bạn báo 24h.com bạn muốn lên hình không? Không. Bạn ngồi dịch ra. Im. Thật là quay người nhà Đài. Thật sự quay thật. Thôi nở hơi liền. Chị thấy chưa? Em không đi làm nữa. Không có lợi thế đấy. Em chưa đi làm nữa. Có lợi thế. Bạn Tuấn. Bạn đi ra. Bạn kiến trúc đi ra đây. Mình pick máy rồi. Bạn làm thoải mái thôi. Tự nhiên đi. Đâu quay các bạn ơi. Quay người nhà Đài thôi. Trước mặt các bạn là chị Phạm Thị Dương. Hiện đang công tác tại VTV2. Chương trình điện ảnh kết nối đam mê. Tát chết rồi, vấn đề hàng thiết kế đấy. Bao tiền đấy? 50.000. 80.000.